Tiếp theo cô và các em sẽ chuyển sang bài tập 12.18. Bạn nào cần hãy dừng video giảng của cô ở đây một chút nha. Một học sinh dùng thước có độ chìa nhất là 2 cm để đo chiều rộng của một lớp học. Kết quả nào sau đây là không đúng? Như vậy ở đây kết quả của chúng ta phải ra cm, phải ra cm. Như vậy 1,44 m này thì em đổi ra decimet cm thì nó chính là bằng 444 đúng không ạ? 444 cm. Cái này cũng là cm rồi. Decimet đổi ra cm thì cũng là 444. Còn cái trường hợp này, trường hợp này là tức là người ta cái thước của chúng ta lại gì? Viết như thế này tức là cái thước này nó phải có cái phần lẻ ở phía sau. Có phần lẻ ở phía sau như thế này tức là độ chia nhỏ nhất của chúng ta nó phải có cái phần dấu phẩy. Đấy, nó phải là 0, bao nhiêu cm? Nó có thể là 0,1 này. Nó có thể 0,2, 0,5. Số 0 này. Số 0 này thì 10 con số 1 thì nó thành số 0 đúng không ạ? Đấy, hoặc là 5 con số 2 thì thành số 0, 2 con số 5 thành số 0. Như vậy ở đây, nhìn vào đây chúng ta thấy cái này nó có phần lẻ ở cm, nhưng mà trên này có phần lẻ không? Không có phần lẻ. Các cái đáp án này này đều đổi ra là bằng 444 cm, không có phần lẻ. Đây không có phần lẻ mà đây lại có phần lẻ. Như vậy đáp án không đúng chính là đáp án D, bởi vì nó có phần lẻ này. Có hàng phần 10 là không đúng rồi. Như vậy đáp án không đúng ở đây chính là đáp án D. Sang bài tập 12.19. Đo trực tiếp chiều cao ở chu vi của một cái cột nhà hình trụ. Hình trụ tức là kem biết cái cột đúng không ạ? Cái cột này thì xung quanh, nếu mà chúng ta đo chu vi tức là chúng ta đo cái vòng tròn xung quanh. Tưởng tượng như thế này chẳng hạn. Em tưởng tượng cái phần hình trụ, cái cột nhà. Cô chỉ vẽ tượng trưng một chút như này thôi nha, để cho các em dễ hình dung ra thôi. Yeah. Đây, đây là hình trụ. Vậy thì nếu như mà các em muốn đo chu vi, tức là các em đo cái vòng phía ngoài này, cái vòng phía ngoài thì nó là một cái vòng tròn, thì chúng ta phải dùng đến một thước gì? Một thước dây. Dây thì mới đo được cái vòng tròn phía ngoài, là một cái vòng này, đây chính là chu vi nó. Đúng chưa? Đấy, vậy phải dùng thước dây thì mới uốn được, còn thước thẳng thì không. Và cũng cái thước dây đấy thì các em vẫn có thể đo được chiều dài. Đây, vẫn có thể đo chiều dài, không phải dùng đến cả thước dây và thước thẳng. Đúng không ạ? Ta chỉ cần một thước dây thôi. Đây, uốn vòng tròn thì đã đo chu vi, mà kéo thước dây thẳng ra chúng ta sẽ đo được chiều dài. Như vậy thì đáp án đúng ở đây chính là đáp án B, chúng ta chỉ cần một thước dây. Nhá. Bạn nào ghi là cần ít nhất một thước dây và thước thẳng thì thực ra thừa nhá. Vì thực ra cái thước dây này vẫn có thể đo được chiều dài mà. Hiểu chưa? Vẫn có thể đo được chiều dài. Vậy đáp án ở đây chính là đáp án B. Sang bài 20. Cách ghi kết quả nào sau đây là đúng? Là đúng. Như vậy, cái chữ số này, chữ số cuối cùng của kết quả đo này thì nó phải cùng đơn vị chia hết cho độ chia nhỏ nhất. Đây có các đáp án nha, chỉ cần kết quả đo chia hết cho độ chia nhỏ nhất của dụng cụ, chỉ cần chữ số cuối cùng của kết quả đo chia hết cho độ chia nhỏ nhất, chỉ cần chữ số cuối cùng hay là cả cái kết quả đo phải chia hết cho độ chiều nhất đơn vị nữa. Vậy các em suy nghĩ xem thử, chúng ta sẽ băn khoăn cái đáp án ở đây là đáp án A và đáp án B.
vậy nhé. Các em quay lại cho cô bài 12.18. 12.18. Các em thấy này, cái đơn vị đây này. Chọn cái đáp án không đúng rồi này. Cái không đúng tức là đáp án A, đáp án B, đáp án C là đáp án đúng đúng không ạ? Như vậy các em thấy cái phần đơn vị. Cái phần đơn vị này nó có thể không, nó có thể không giống với cái đơn vị ở độ chèo nhất. Nhưng mà chúng ta vẫn cho nó đúng. Bởi vì là khi chúng ta đổi đơn vị ra thì nó đều đưa về được cm, đúng không ạ? Đều đưa được về đơn vị này. Miễn sao chúng ta đổi ra được cái kết quả này này, nó chia hết cho cái giá trị này là được. Đúng không? Như vậy ở đây chúng ta thấy như nào? Chỉ cần kết quả đo chia hết cho độ chia nhỏ nhất của dụng cụ đo là được. Các em sẽ chọn đáp án đúng chính là đáp án A cho cô. Đấy. Đáp án A. Quay lại bài 18 đây này. Bởi vì là đáp án A, B, C, A, B, C chúng ta đúng. Mà các em nhìn thấy này nhá. M này có cùng đơn vị không? Không nhất thiết phải cùng đơn vị. Miễn sao sau đấy chúng ta đổi. Chúng ta đổi và chúng ta thấy nó chia hết là được. Như vậy chỉ cần kết quả đo cuối cùng này, cái kết quả đo chúng ta chia hết là được nhá. Bài chấm 21. Khi đo nhiều lần một cái đại lượng mà chúng ta thu được các cái giá trị khác nhau thì giá trị nào sẽ được lấy làm kết quả của phép đo? Vậy khi mà đo nhiều lần, cái kết quả của phép đo thì chúng ta sẽ lấy trung bình cộng của tất cả các cái lần đo. Các em cộng các cái giá trị đo của các lần lại, các em chia trung bình cộng ra. Ví dụ như chúng ta đo 3 lần được 3 kết quả, các em cộng 3 kết quả đấy lại, các em chia 3. Mà đo 4 lần được 4 kết quả, các em cộng 4 cái kết quả đấy, các em chia 4. Như vậy đáp án là tính giá trị trung bình cộng, trung bình của tất cả các cái lần đo. Đáp án C. Tiếp theo cô và các em sẽ chuyển sang bài tập 12.22. Có một học sinh khẳng định rằng cho tôi một cái thước có giới hạn đo 1 mét, tôi sẽ chỉ cần dùng thước đo 1 lần có thể biết được sân trường dài bao nhiêu mét. Theo em thì bạn đó phải làm thế nào để thực hiện cái lời nói của mình và kết quả bạn thu được có chính xác hay không? Như vậy bài này chúng ta sẽ làm như sau. Ở đây bạn ấy phải dùng một cái sợi dây dài, đúng không ạ? Bạn ấy phải dùng một cái sợi dây mà nó dài hơn cái sân trường chẳng hạn. Đấy, dài hơn chiều dài sân trường. Nhưng mà cái sợi dây đấy là trên đấy không có cái giới hạn đo gì cả. Không có giới hạn đo, chỉ có một cái sợi dây dài hơn sân trường thôi. Sau đó bạn ấy đánh dấu, ví dụ bạn ấy có, chúng ta có cái sân trường. Sân trường là cả cái khoảng này. Thế là bạn ấy có một cái sợi dây rất dài. Đây là một đầu của sân trường, bạn ấy đo đến đâu còn lại đây. Được chưa? Như vậy bạn ấy đánh dấu một điểm của sợi dây đây. Đây là đánh dấu điểm, một điểm này. Đánh dấu cái điểm còn lại này, của đầu kia sân trường này. Được chưa? Đấy, như vậy cái chiều dài từ đây đến đây này chính là chiều dài sân trường. Bây giờ bạn ấy mới dùng cái thước 1 mét ấy. Cái thước 1 mét, ví dụ thước 1 mét bạn ấy đặt. Bạn ấy đặt một đầu vạch không của thước 1 mét trùng với một cái vị trí bạn ấy đánh dấu này. Đầu kia của cái thước 1 mét nó chỉ ở vị trí này. Thế thì bây giờ bạn ấy cất thước 1 mét đi, bạn ấy gấp sợi dây này lại, gấp này, gấp lần thứ nhất thì cái sợi dây nó đến đây. Đây bạn gấp nhá, cầm cái điểm này bạn gấp. Gấp này, sau đó bạn lại gấp tiếp một lần nữa. Các em tưởng tượng nhá. Đây này, cái đầu này này. Giữ nguyên cái đầu này này, bạn ấy gấp cái điểm này sang đây. Như vậy chúng ta được một lần gấp. Sau đấy bạn ấy lại gấp tiếp. Gấp tiếp. Gấp tiếp, cứ gấp như này. Gấp cho đến bao giờ hết sân trường. Và bạn ấy đếm xem thử chúng ta được mấy lần gấp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 chẳng hạn. Đấy, cho đến bạn ấy gấp, ví dụ như bạn ấy gấp được 40 cái khoảng này. Cứ mỗi khoảng này là 1 mét thì sân trường nó sẽ rộng 40 mét. Các em đã tưởng tượng ra cách đo chưa? Và cái tính chính xác của chúng ta ở đây nó sẽ là không cao. Vì sao nó không cao? Bởi vì mỗi lần gấp này này, mỗi lần gấp này thì sợi dây nó sẽ bị các cái nếp gấp này nó sẽ bị mất đi một cái khoảng cách nhất định. Như vậy nó sẽ bị hao hụt đi. Hao hụt đi thì tính chính xác của chúng ta sẽ không còn cao nữa. Phải không nào? Chúng ta sẽ có như sau. 12.22.
dùng một cái sợi dây rất dài. Để đo chiều dài sân trường. Đo chiều dài sân trường. Sau đó sẽ đánh dấu cái độ dài sân trường trên sợi dây. Đánh dấu cái độ dài sân trường ở trên sợi dây. Rồi, dùng thước 1 mét. Dùng thước 1 mét, đặt mét số 0 trùng với một đầu của dây và đánh dấu ở đầu kia. Dùng thước 1 mét đặt dọc theo cái độ dài chúng ta đánh dấu này. Theo độ dài đánh dấu. Vạch số 0 của thước trùng với 1 mét chúng ta đánh dấu. Đánh dấu. Như vậy chúng ta xác định cái vị trí còn lại của cái thước 1 mét. Trên cái dây. Trên cái sợi dây đây, ví dụ cái sợi dây chúng ta dài như này nhá, ta đặt 1 mét, đây là cái thước 1 mét này, thước 1 mét này là như này. Các em đặt cái vạch số 0 của thước này trùng với một cái đầu của cái sợi dây chúng ta đánh dấu này, xong đấy chúng ta sẽ đánh dấu cái vị trí còn lại của thước 1 mét trên dây, tức là vị trí này. Sau đó chúng ta cầm cái 1 mét này, các em gấp toàn bộ cái sợi dây này theo cái 1 mét này đấy, xem thử được bao nhiêu đoạn. Cứ một đoạn đấy là 1 mét, như vậy thì được bao nhiêu cái phần gấp thì nó sẽ có bấy nhiêu mét. Xác định vị trí còn lại của thước 1 mét trên dây. Ta gấp sợi dây theo. Rồi. Gấp sợi dây theo kích thước 1 mét. Đếm xem thử bao nhiêu đoạn. Đếm xem thử chúng ta gấp được bao nhiêu đoạn. Đếm xem gấp được bao nhiêu đoạn. Và ước lượng chiều dài của sân trường. Bao nhiêu đoạn? Cứ một đoạn là 1 mét thì người ta sẽ ước lượng được chiều dài sân trường. Thì ta sẽ ước lượng được chiều dài sân trường. Như vậy là chúng ta đã vừa trả lời xong được ký A. Đến đây thì bạn nào cần thì có thể dừng video bài giảng của cô một chút để xem kỹ hơn nhé. Sang ý B là kết quả thu được có chính xác hay không, tại sao? Thì chúng ta sẽ trả lời là kết quả thu được không chính xác.
Bởi vì mỗi lần gấp thước thì nó sẽ bị cái sợi dây chúng ta sẽ bị hụt đi một chút, đúng không ạ? Nên là dẫn đến là nó sẽ dẫn đến cái sai số. Câu B. Kết quả thu được. Là không chính xác. Vì sao? Vì mỗi lần gấp cái sợi dây thì sẽ bị hao hụt một chút ở phần nếp gấp. Thì sẽ hao hụt một phần ở nếp gấp, ở vị trí nếp gấp. Do đó dẫn đến là tính chính xác không cao. Đây là cô và các em đã vừa đi được một số các cái bài tập tiếp theo ở trong sách bài tập của phần của bài 1-2 là đo độ dài. Các em hãy về làm nốt cho cô các cái bài tập còn lại nhé. Cô sẽ tiếp tục ra video tiếp theo để hướng dẫn các em nốt các tập còn lại. Cảm ơn các em đã dành thời gian theo dõi video giảng của cô. Hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.